Kính thưa quý vị khán giả mến, trên đài hạnh phúc của chúng ta lúc này đây là đôi trai tài gái sắc, đôi đương đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong ngày ra mắt hôm nay, đó chính là cô dâu Lê Huệ Sánh Duyên cùng với rể Hoàng Kỳ. Ngay từ đây xin mời hai em hãy cúi đầu chào quý vị khách quý và hồi cứ ơi, chúng ta hãy cùng diệt vang một tràng vỗ tay thật lớn thật nhiệt để chào mừng họ đi nào. Kính thưa quý vị, trong người này chúng ta đều biết rằng tình yêu đó là một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta trong cuộc sống. Trải qua những khoảng thời gian quen biết, tìm hiểu, yêu nhau thật kỹ càng của đôi bạn trẻ, ngày hôm nay họ đã chính thức lựa chọn ra ngày lành tốt để anh về thưa với mẹ cha. Mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình, còn em về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Và công cha thì như đất trời, với mẹ như nước, người người biển đông. Nói đến ngày hôm nay thì chúng ta không thể không nhắc đến công ơn dưỡng dục sinh thành của những bậc làm cha làm mẹ kính yêu. Và trong ngày vui chào ngày hôm nay thì bên phía gia đình nhà gái của chúng tôi, ông Lê Đình Liệt, bà Nguyễn Thị Cầy, ở địa chỉ đường 14, xã Ia Chía, huyện Ia Rai, tỉnh Gia Lai, rất vinh dự và tự hào được kết thúc không ra cùng với phía gia đình nhà trai ông Hoàng Văn.